Những người biểu tình đã đổ đến dinh thự của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif trong nỗ lực đòi ông từ chức. Sau những cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái, cảnh sát đã đáp trả bằng cách phun hơi cay vào đám đông. Bạo lực đã nổ ra khi những người biểu tình chống chính phủ của ông Nawaz Sharif tấn công nhà riêng của ông vào cuối tuần qua. Họ mang gậy gộc và ném đá vào hàng rào cảnh sát nhằm tìm lối xâm nhập vào nhà của Thủ tướng. Cảnh sát đáp trả bằng việc xịt hơi cay vào đám đông. Việc kêu gọi ông Nawaz Sharif từ chức đã diễn ra từ hàng tuần qua bằng lối biểu tình ôn hòa. Nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng vào cuối tuần qua khi một số người tìm cách tấn công dinh thự Thủ tướng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bạo lực tiếp tục kéo sang tuần này khi người biểu tình tấn công trụ sở đài truyền hình quốc gia tại thủ đô Islamabad. Quân đội Pakistan đang kêu gọi khôi phục trật tự, còn ông Nawaz Sharif dự kiến sẽ điều trần trước lưỡng viện vào ngày mai, 4 tháng 9. Ông không chấp nhận từ chức, nhưng đồng ý một đề nghị khác như mở một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận trong bầu cử hồi năm ngoái.